chào tất cả các em học sinh yêu quý, chào mừng các em quay trở lại với chương trình đồng hành cùng mùa thi Trung học phổ thông năm 2020 môn tiếng Anh được phát trên sóng đài truyền hình tỉnh Phú Thọ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến một chủ đề rất quan trọng trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Vậy chủ đề đó là gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi cho cô hai ví dụ sau đây. Mark letter A, B, C or D on the answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Number one, after careful, we have decided to offer you the job. A, consider. B, considerable. C, consideration. D, considerably. Như vậy, đối với câu hỏi số 1 này thì chúng ta sẽ phải xác định xem vị trí cần điền là từ loại gì. Thứ hai nữa, sẽ phải xác định cho cô xem 4 phương án mà người ta cho thì có dấu hiệu là từ loại ở chỗ nào. Thì chúng ta sẽ phải nhìn vào hậu tố, ví dụ như ở phương án B chúng ta có considerable, có đuôi able, hay ở phương án C chúng ta có đuôi ation, duration, hay ở phương án D chúng ta có đuôi ly. Thế thì tương tự với câu số 1, chúng ta có câu số 2 như sau. Peter opened the door of the cellar, wondering what he might find. A, cautiously. B, caution. C, cautious. And D, cautionary. Thì tương tự, chúng ta cũng phải xác định cho cô xem ở vị trí cần điền là cần từ loại gì. Thứ hai nữa là xác định cho cô xem 4 phương án đã cho có dấu hiệu gì để xác định được đâu là các từ loại, danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Như vậy thì buổi học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến một chủ đề có tên gọi là Word Formation, cấu tạo từ trong tiếng Anh. Và như cô vừa giới thiệu thì bài học hôm nay chúng ta sẽ đi theo cái hướng để phân tích và làm được một cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia nội dung phần liên quan đến cấu tạo từ. Thì bài học của chúng ta sẽ gồm có hai phần về lý thuyết chính. Part 1, Parts of Speech, Nouns, Adjectives, Verbs and Adverbs. And Part 2, Word Formation. Ở hai nội dung chính này thì cô sẽ đưa các em đến phần thứ nhất, đấy là xác định cho cô được đâu là từ loại cần để điền ở trong câu. Vậy thì cô sẽ chú trọng cho các em 4 cái từ loại chính mà có ở trong 4 phương án trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Ở phần thứ hai thì sẽ đi đến một nội dung, đó là cấu tạo của từ, làm sao để nhận diện được 4 phương án đâu là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ. Và cuối cùng thì cô cũng sẽ cho các em thực hành làm một số những câu hỏi mà có liên quan đến đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Trong tiếng Anh thì có rất là nhiều từ loại và trong đó có 9 từ loại cơ bản. Như vậy, chúng ta nhìn ở đây thì sẽ thấy có determiner, xác định từ, adverbs, trạng từ, pronoun, đại từ, interjection, thán từ, adjective, tính từ, preposition, giới từ, verb, động từ, conjunction, liên từ, and noun, danh từ. Tuy nhiên, cả 9 từ loại này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là có những từ loại thì nó nằm về từ cấu trúc, cho nên các em học ở trong phần ngữ pháp. Còn 4 từ loại cơ bản là nằm ở trong phần từ vựng và có liên quan đến cấu tạo từ, đó chính là danh từ, động từ, tính từ và trạng từ, noun, verb, adjective and adverbs. Nội dung thứ nhất chính là chức năng và vị trí của danh từ. Các em hãy theo dõi cho cô một số ví dụ sau đây. The children are playing. Như vậy, chức năng thứ nhất ở trong câu đó là danh từ làm chủ ngữ và đứng trước động từ chia. Ở ví dụ số 2, she loves doing charity. My students always give me motivation to try hard. Như vậy thì danh từ có vai trò là tân ngữ của ngoại động từ. Khi đó nó có thể đứng sau động từ hoặc nó có thể đứng sau một danh từ hoặc đại từ mà có vai trò làm tân ngữ. Ví dụ tiếp theo, I had difficulty in staying awake. Đó là bổ ngữ của động từ. You've got to wake up in the morning with determination if you're going to go to bed with satisfaction. Như vậy, ở trong câu này chúng ta sẽ thấy tân ngữ của giới từ chính là danh từ. Trong này có danh từ determination và satisfaction, đó là tân ngữ của giới từ là with. Như vậy, nó sẽ đứng sau giới từ. Tony Ahn won the Miss World 2019 beauty contest and became a famous person. Ở trong câu này chúng ta thấy có danh từ contest and person. Thì danh từ contest đứng sau một danh từ khác là beauty và person đứng sau tính từ famous. Như vậy, có một số vị trí và chức năng khác của danh từ như sau. Đó là danh từ thường đứng sau tính từ. Ví dụ, famous person, person đứng sau famous, hay beautiful flowers, chúng ta có flowers đứng sau tính từ là beautiful.
Tiếp theo cũng khá là quen thuộc nữa, chúng ta có một số từ như an engineer, her mother, those pictures, some chalks. Như vậy ở đây thì danh từ đứng sau mạo từ hay tính từ sở hữu hay từ chỉ định hay từ chỉ số lượng? Hai hình ảnh sau chúng ta có identity card and fashion show. Thì giống như beauty contest thì identity card, fashion show, music show, photography club or member card, danh từ có thể đứng trước hoặc sau một danh từ ở trong một cụm danh từ. We have enough time to complete the project là danh từ còn đứng sau từ enough. Nội dung thứ hai đó là từ loại tính từ. Vậy xem chức năng và vị trí của tính từ là gì thì chúng ta đã có một ví dụ rất là quen thuộc rồi. This is a beautiful flower. Như vậy, tính từ bổ nghĩa cho danh từ. This flower is beautiful. Đó là bổ ngữ của động từ. Khi đó nó đứng sau động từ nối, ví dụ như be, get, seem, appear, or look. Hãy cùng theo dõi ví dụ. Tiếp theo, I saw a beautiful wooden bridge. Ở trong câu này chúng ta thấy tính từ beautiful còn đứng trước một tính từ khác là wooden. Như vậy trong cụm từ thì tính từ có thể đứng trước hoặc sau tính từ khác. Hãy cùng theo dõi một cuộc đối thoại giữa Linda và Anna. You look so happy. Have you got anything interesting to share with me? Yes, I went to a party yesterday and... Như vậy ở trong câu này chúng ta lưu ý rằng câu nói của bạn Anna, you look so happy, có tính từ là happy. Happy đứng sau trạng từ so. Và ở câu thứ hai chúng ta có từ interesting, bổ nghĩa cho anything thì nó đứng sau từ anything. Như vậy tính từ thì bổ nghĩa cho một danh từ, thông thường đứng trước một danh từ. Tuy nhiên nếu bổ nghĩa cho một đại từ bất định, nó sẽ đứng sau. Tiếp theo là tính từ đứng sau những trạng từ như so, really, very, fully, greatly or highly. Nhưng đối với từ enough thì tính từ sẽ đứng ở trước. He isn't old enough to join the club. Từ loại số 3 đó là động từ. Các em hãy theo dõi cho cô ví dụ sau đây để biết được động từ có vị trí như thế nào. Microsoft Teams proves to be beneficial. Như vậy thì động từ nó là thành phần chính, là vị ngữ của câu. Cho nên là nó thường đứng sau một danh từ hay đại từ làm chủ ngữ. They are excited about preparing for TET. Ở trong câu này chúng ta thấy có phần động từ preparing đứng sau giới từ là about. Như vậy động từ có thể đứng sau giới từ, nhưng khi đứng sau giới từ thì thông thường động từ sẽ có dạng verb ing. She loves working with children. Office 365 helps me work effectively. Động từ có thể đứng sau một động từ hoặc có thể đứng sau một tân ngữ. Khi đó động từ sẽ có những dạng như verb ing hay verb hay to verb, danh động từ hoặc động từ nguyên thể có to hoặc không. You look beautiful. Động từ ở đây đứng trước tính từ. Như cô nói thì ở đây thường sẽ là những động từ được gọi là động từ nối như be hay seem hay get hay look hay appear. Tiếp theo hãy theo dõi cho cô hình ảnh thứ hai, when you really need some help. Ở trong câu này chúng ta thấy động từ need nó đứng sau trạng từ là really. Thứ hai nữa là nó có thể đứng ở trước mạo từ hay tính từ sở hữu hay từ chỉ định hay từ chỉ số lượng như ở trong câu này là some. Từ loại số 4 đó chính là trạng từ. Hãy theo dõi cho cô ví dụ sau đây. Office 365 really helps us work effectively. Như vậy ở trong câu này có hai trạng từ là really và effectively. Dễ dàng nhận thấy được trạng từ có vai trò là bổ nghĩa cho động từ, nó đứng trước hoặc đứng sau động từ. Tiếp theo, trạng từ có thể bổ nghĩa cho một tính từ hoặc một trạng từ khác. Ví dụ, the test is comparatively difficult and she writes very carefully. Xin mời các em sẽ dõi cho cô cuộc đối thoại sau. Linda, our new neighbor is very beautiful. Yes, physically beautiful. I hope that she's mentally beautiful. Như vậy thì trạng từ cũng có vai trò rất là quan trọng. Chuyển sang phần 2 lớn, word formation, đó chính là cấu tạo từ. Ở đây cô cũng lần lượt đưa các em đến với hình thức cấu tạo của danh từ, hình thức cấu tạo của tính từ, của động từ và của trạng từ. Chúng ta hãy cùng theo dõi cho cô một dạng bài tập. Light bulb is the greatest of all time. Như vậy chúng ta sẽ phải điền cho cô dạng đúng của từ ở trong ngoặc, đó là từ invent. Như vậy bóng đèn chính là phát minh vĩ đại nhất, the greatest invention.
This is an air condition. Và từ chúng ta cần điền sẽ là air conditioner, conditioner. Day is a public holiday. Và động từ có ở trong ngoặc là depend. Như vậy, từ cần điền sẽ là independence. Ở ba ví dụ trên, cô hy vọng rằng các em sẽ nhớ cho cô được là cái hình thái để tạo thành một từ loại để điền ở trong câu. Ở trong này sẽ là danh từ, thì có một số những hậu tố quen thuộc như đuôi -n, hay đuôi -er, hay đuôi -ens. Và ngoài ra còn có tiền tố, như là tiền tố in ở trong câu này. Thế tuy nhiên trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì sẽ không có, hầu như là bốn phương án sẽ là bốn từ loại khác nhau và chúng ta sẽ nhận diện bằng hậu tố ở trong các từ. Do vậy, bài học hôm nay cô cũng sẽ nhấn mạnh cấu tạo từ dựa vào hậu tố. Chúng ta hãy cùng theo dõi cho cô một số hình ảnh sau và hy vọng là các em đều nhận được ra là từ ở mô tả những bức ảnh này là gì. Teacher. Rồi, thứ nhất là cô giáo, giáo viên. Number two is actor. Diễn viên nam. Picture three is accountant. Kế toán. Number four is guitarist. Number five is refugee, người tị nạn. And the last one is electrician, đó chính là thợ điện. Như vậy, một đặc điểm chung mà các em có thể nhận thấy từ những từ ở đây đó là hầu như các từ ở đây đều là những từ chỉ người và nó có một số những hậu tố như a, ant, is, e, or in. Như vậy, đối với đuôi a, chúng ta có một số từ chỉ người như là teacher, thầy cô giáo, painter, họa sĩ, worker, công nhân, villager, dân trong làng. Tuy nhiên cũng có những từ có đuôi ơ nhưng lại không phải là chỉ người. Một số những từ đặc biệt như cooker, nồi nấu, conditioner, điều hòa. Nhóm hậu tố có đuôi ơ, hay đuôi is, hay đuôi ơ, như actor, chính là diễn viên nam. Chúng ta có actress, là diễn viên nữ. Đuôi ơ được viết dưới hình thái là AR, ví dụ liar, người nói dối, beggar, kẻ ăn xin, ăn mày. Đuôi ant, accountant, assistant, trợ lý. Pollutant lại là từ không phải là chỉ người các em ạ. Pollutant nó là chất gây ô nhiễm. Dependent chính là người phụ thuộc. Đuôi is chúng ta có một số từ như guitarist, người chơi đàn guitar. Artist, nghệ sĩ. Đuôi e thông thường thì sẽ là mang tính chất bị động. Refugee, người tị nạn. Employee là người được thuê hay công nhân. Payee, người được trả lương. Hay trainee là người được đào tạo. Interviewee là người đi phỏng vấn, người được phỏng vấn. Đuôi yền, chúng ta có một số từ như thợ điện, electrician, musician, chính là nhạc sĩ. Historian là nhà lịch sử học. Physician, nhà vật lý học. Cùng đến với một số hình ảnh tiếp theo, chúng ta nhớ lại cho cô một số từ quen thuộc trong chương trình. Pollution, competition, treatment, proposal, and independence. Hy vọng các em đều không quên nghĩa của những từ này. Pollution chính là sự ô nhiễm, competition, cuộc thi đấu, treatment, sự điều trị, proposal, đề nghị, hay là sự cầu hôn, independence, sự độc lập, nền độc lập. Như vậy có một số hậu tố như sau nữa cũng là dấu hiệu để các em nhận biết, đấy chính là danh từ như pollution, invention, education, donation, competition, attention, conservation. Hoặc có thể là đuôi Asian, Asian, tùy theo. Đuôi gen như television, decision, provision and admission. Tiếp theo là đuôi ment, chúng ta có từ treatment, development, excitement. Hậu tố tiếp là đuôi a, proposal, đề nghị, trial, thử, denial, sự phủ nhận. Đuôi ens như independence, sự độc lập, existence, sự tồn tại, importance, tầm quan trọng, performance, buổi biểu diễn. Nhóm hậu tố tiếp theo là đuôi si, hay đuôi g, hay đuôi phi. Thông thường với đuôi G chúng ta có RG hay LG ở cuối. Cô viết đầy đủ nhất là LG. Accuracy, sự chính xác. Đuôi G như psychology, tâm lý học. Biology, sinh vật học. Đuôi phi như photography, đó là nhiếp ảnh. Geography, chính là môn địa lý.
biography, môn sinh học. Đuôi ing có thể có trong một số những từ rất quen thuộc được tạo thành từ động từ như building. Build là xây, thì building chính là tòa nhà. Understand là hiểu, chúng ta có understanding, sự hiểu biết. Swimming or jogging, một số những từ chỉ môn thể thao chúng ta rất hay gặp như swimming, jogging, running. Đuôi s, ví dụ package, sự đóng gói, marriage, hôn nhân. Đuôi ism như optimism, chính là sự lạc quan. Enthusiasm, sự nhiệt tình. Hậu tố nis trong một số từ thường thì sẽ được cấu tạo từ tính từ, ví dụ như happiness, niềm hạnh phúc. Sadness, sự buồn bã. Readiness, sự sẵn sàng. Nhóm tiếp theo là đuôi e, đuôi t, đuôi rt. Chúng ta có difficulty, sự khó khăn, safety, sự an toàn, ability, khả năng, speciality, sự đặc biệt hay đặc sản, responsibility, trách nhiệm. Đuôi e hay đuôi ri còn có trong một số từ như delivery, machinery, scenery, bravery, khá giống với nhóm từ bên trên. Tiếp theo là đuôi the, chúng ta có trong một số từ như truth, đó là sự thật, width là chiều rộng, depth chiều sâu, đuôi hood ở trong từ childhood, thời thơ ấu, brotherhood, tình anh em, neighborhood, hàng xóm. Hay đuôi ship trong từ quen thuộc như friendship, tình bạn, scholarship, học bổng. Đuôi dom, sự tự do, wisdom, sự thông minh, hay kingdom, vương quốc. Đuôi ở trong từ closure, sự đóng cửa, hay pleasure, sự hài lòng, failure, sự thất bại. Chúng ta hãy cùng theo dõi cho cô 4 bức ảnh sau đây và hoàn thành cho cô 4 câu dựa vào những kiến thức về từ vựng mà chúng ta đã có trong chương trình học. Cô hy vọng là tất cả các em đều có thể nhận ra được vị trí của 4 từ cần điền trong 4 câu này đều là tính từ. Bởi ở câu thứ nhất đứng sau động từ to be, câu thứ hai đứng sau mạo từ, đứng trước danh từ, câu thứ ba là đứng trước một danh từ cũng sau mạo từ giống câu thứ hai, và câu cuối cùng đứng sau to be và sau một trạng từ. Vậy đặc điểm chung của cả 4 câu đó là đều là tính từ cần điền. Và hy vọng rằng là các em cũng sẽ đều điền được những từ sau. Từ thứ nhất là golden. Ở câu thứ hai từ cần điền homeless. Câu số 3 natural. Và câu số 4 là comfortable. Ở đây có các từ cần điền đều có những hậu tố như in, hay less, hay a, hay able. Và đây đều là những hậu tố để cấu tạo nên tính từ. Và cùng ôn tập lại cho cô các hậu tố để tạo thành tính từ như sau. Nhóm thứ nhất là đuôi able, có thể được viết là có chữ cái A hoặc chữ cái Y. Comfortable, thoải mái. Accessible, có thể tiếp cận được. Hay responsible, có trách nhiệm. Sensible, thông minh, khôn ngoan. Đuôi int, chúng ta có dependent, phụ thuộc. Apparent, rõ ràng. Reliant, phụ thuộc. Đuôi if, như trong từ productive, năng suất. Active, năng động. Hay đuôi us trong từ famous, nổi tiếng. Mountainous, thuộc về miền núi. Populous, đông dân. Đuôi ing và đuôi ed khá quen thuộc với chương trình tiếng Anh lớp 10 trung học phổ thông. Tính từ chỉ thái độ, nếu mà sử dụng đuôi ed sẽ mang nghĩa bị động, còn đuôi ing thì mang nghĩa chủ động. Ví dụ interested, đó chính là thích thú, thì interesting, hấp dẫn. Hay đuôi in có thể được thêm vào với một số những danh từ mà chỉ chất liệu để tạo thành tính từ như golden, bằng vàng, woolen, bằng len, or wooden, bằng gỗ. Đuôi y được thêm vào rất nhiều danh từ để tạo thành tính từ mà nó mang nghĩa là có hay là nhiều. Ví dụ healthy, có sức khỏe, khỏe mạnh. Sunny, có nắng. Hay rainy, có mưa. Cloudy, nhiều mây. Đuôi x và đuôi equal có trong rất nhiều từ. Tuy nhiên lưu ý rằng có một số từ có cả đuôi x và đuôi equal, nghĩa của nó khác nhau. Ví dụ historic,
thì là quan trọng hay quan trọng trong lịch sử, nhưng nếu thuộc về lịch sử hay liên quan đến lịch sử chỉ là từ historical, hay economic thuộc về kinh tế hay liên quan đến kinh tế thì economical là tiết kiệm. Đuôi ờ thuộc về hay là mang tính gì đấy, natural, tự nhiên. Culture thuộc về văn hóa, agriculture liên quan đến nông nghiệp, thuộc về nông nghiệp. Đuôi full và đuôi list cũng giống đuôi x hay đuôi xl, có một số từ sẽ có cả hai hậu tố này. Ví dụ hopeful đầy hy vọng, hopeless vô vọng, careful cẩn thận, and careless là bất cẩn hay cẩu thả. Nhưng không phải từ nào cũng có cả hai hậu tố, ví dụ wonderful là tuyệt vời nhưng không có từ ngược lại, và homeless thì là vô gia cư nhưng sẽ không có homeful. Đuôi ly thêm vào một danh từ sẽ tạo thành một tính từ, và các em sẽ lưu ý cho cô với một trường hợp đuôi ly khác ở trong phần tiếp theo. Theo sau một danh từ có đuôi ly, ví dụ friendly, khi đó có tính từ là thân thiện, lovely, đáng yêu, lively, sống động, womanly, nữ tính, timely, kịp thời. Đuôi ish như từ childish, trẻ con, foolish, ngốc nghếch. Đuôi ery trong một số từ cách viết hơi khác nhau một chút, ở chữ O và chữ A các em lưu ý, compulsory, bắt buộc, satisfactory, đạt yêu cầu. Đuôi ate, đối với tính từ thông thường sẽ đọc là ate, ví dụ considerate, biết điều, biết suy nghĩ. Accurate, chính xác. Intimate, thân mật. Đuôi like, trong từ childlike, như trẻ con, giống trẻ con. Godlike, như thánh, như thần. Đuôi sầm, fearsome, đáng sợ. Troublesome, hay gây khó khăn, gây vấn đề. Đuôi in, thêm vào một số những từ, danh từ chỉ phương hướng như northern, southern, western and eastern. Chúng ta cùng chuyển sang cấu tạo của động từ để nhận diện cho cô hậu tố nào sẽ là động từ. Thì hậu tố rất quen thuộc đó là đuôi ẩn và sau một tính từ như widen mang nghĩa là mở rộng. Sharpen có nghĩa là mài hay gọt hay làm sắc. Shorten là rút ngắn. Tiền tố có thể thêm vào đằng trước một tính từ đó là in, ví dụ enrich làm cho giàu có, enable làm cho có khả năng, hay enlarge phóng to, encourage động viên, khích lệ. Đuôi ate thêm vào một danh từ cũng có thể tạo thành một động từ, ví dụ như vaccinate, tiêm phòng vaccine, hay một số những từ là bản thân từ gốc đã có đuôi ate như educate, giáo dục. Tiếp theo là đuôi ize, modernize, hiện đại hóa, popularize, làm cho phổ biến, hay industrialize, công nghiệp hóa. Đuôi ify trong từ beautify, làm đẹp, purify là lọc hay làm cho tinh khiết, simplify làm cho đơn giản. Cuối cùng đó là sự cấu tạo trạng từ. Thì trạng từ có một số những cách cấu tạo như là đuôi ly hay đuôi while hay đuôi what. Tuy nhiên ở trong chương trình trung học phổ thông thì cô nhấn mạnh các em nhớ cho cô với một nhóm trạng từ, đó là đối với đuôi ly. Chúng ta có từ beautifully, một cách đẹp đẽ, hay quickly, một cách nhanh chóng, happily, một cách sung sướng, vui vẻ, hay fully, một cách đầy đủ, hay luckily, một cách may mắn, và economically, một cách kinh tế, hay một cách tiết kiệm. Lưu ý cho cô một số những trường hợp cùng từ loại, nó cùng phái sinh từ một từ gốc nhưng mang nghĩa khác nhau và dễ gây nhầm lẫn sau đây. Từ đầu tiên, considerable, đó là đáng kể, tuy nhiên considerate là biết điều hay biết suy nghĩ. Appreciable, đáng chú ý, tuy nhiên appreciative là coi trọng hay đánh giá cao. Economic là kinh tế, còn economical là tiết kiệm. Effective là hiệu quả, còn affective là tình cảm, thích thể hiện tình cảm. Exhaustive là toàn diện, còn exhaustive mang nghĩa là gây mệt mỏi. Forgettable, có thể quên. Forgetful, đãng trí hay hay quên. Historic là quan trọng hay quan trọng trong lịch sử, thì historical chỉ là thuộc về lịch sử hay liên quan đến lịch sử. Industrial là chăm chỉ, industrial thuộc về công nghiệp. Successful, thành công, và successive là liên tục, liên tiếp.
Có một số nhóm từ khác các em cũng nên lưu ý cho cô như sau. Ví dụ effect thường là hiệu quả hay hiệu ứng, nó sẽ khác hẳn với effective là sự hiệu quả, hay affection tình cảm. Satisfied là hài lòng, nhưng satisfying là thỏa mãn, hay satisfactory là đạt yêu cầu. Thì lưu ý là satisfied nó mang nghĩa bị động, còn hai từ còn lại mang nghĩa chủ động. Tuy nhiên cái gì đó cho mình cái cảm giác thấy thỏa mãn thì dùng satisfying. Còn nếu mà mình gọi là thỏa mãn nhưng mà ở mức độ bình thường đạt yêu cầu thì dùng satisfactory. Imaginary là trong tưởng tượng, imaginable có thể tưởng tượng, và imaginative là sáng tạo hay giàu trí tưởng tượng. Respected được tôn trọng, respectful là biết tôn trọng, hay respectable là đáng tôn trọng. Comparative là so sánh hay tương đối, thì comparable là có thể so sánh, và compared là được so sánh. Chúng ta theo dõi cho cô ví dụ sau. The group gave quite a performance. Chọn một trong ba từ respectful, respectable or respected. Thì lưu ý cho cô, ở bên trên cô đã lưu ý với các em là respected là được tôn trọng, respectful là biết tôn trọng, và respectable là đáng coi trọng hay là tốt. Như vậy ở câu này chúng ta sẽ lựa chọn từ respectable. Ban nhạc đó hay nhóm đó đã có một buổi biểu diễn rất là tốt thì mình sử dụng từ respectable. Sau đây các em sẽ thực hành làm cho cô một số những câu hỏi trong một số đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhé. Hãy đến với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Mark the letter A, B, C or D on the answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Câu số 20 trong mã đề số 401, chúng ta có câu hỏi là Candidates are advised to dress formally to make a good on job interviewers. A. Impress, B. Impressively, C. Impression and D. Impressive. Như vậy, để làm được câu này, chúng ta sẽ phải lưu ý cho cô như sau. Nhận diện cho cô được một cụm từ có ở trong câu hỏi A good on. Như vậy có mạo từ, có tính từ thì vị trí cần điền ở đây sẽ là danh từ. Bởi danh từ ở đây chính là nó đi với động từ make ở trước. Tiếp theo xác định cho cô bốn phương án. Ở đây chúng ta có impress là động từ gốc, impressively chính là trạng từ, impression là danh từ vì có đuôi in, và impressive đuôi if là tính từ. Như vậy đối với đề bài như thế này, cô lưu ý các em rằng các em không cần phải dịch hết cả câu mà chỉ cần chú ý cho cô đến một số từ liền trước hay liền sau từ cần điền và nhận diện cho cô dấu hiệu của từ loại dựa vào hậu tố những từ trong bốn phương án. Như vậy sau khi xác định như thế này, chúng ta sẽ biết được đáp án cho câu số 20 là C, impression. Tiếp đến với câu hỏi số 14 trong mã đề số 402. It is believed that traveling is a good way to expand our of the world. Như vậy từ cần điền là đứng sau từ our, chính là tính từ sở hữu. Như vậy sẽ là một danh từ. Chú ý cho cô đến cấu tạo từ của các phương án. Able chính là dấu hiệu của tính từ. Ly dấu hiệu của trạng từ. Knowledge là danh từ. Và know là động từ. Như vậy, đáp án cho câu này chính là C, knowledge. Như vậy, tổng hợp lại những câu trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018, chúng ta có các từ là impression, knowledge, success and social. Nhưng cô muốn các em lưu ý rằng, mỗi khi các em làm bất kỳ một bài tập nào, ở trong các câu hỏi hay trong các đề thi, thì lưu ý là sau khi làm những câu hỏi như vậy, các em sẽ chú ý để học được cho cô một số những cụm từ. Bởi, ví dụ ở câu số 20, mã đề 401, cụm từ kiểm tra ở đây là make a good impression on somebody. Ở đề này các em có thể gặp là kiểm tra về từ loại impression, nhưng ở đề khác các em có thể gặp kiểm tra giới từ là on, hay có thể kiểm tra động từ make, hay có thể kiểm tra mạo từ a. Em sẽ cùng đến với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 để tham khảo. Ở trong đề này chúng ta có câu số 13 như sau. You should turn off the lights before going out to save. Vị trí cần điền đứng sau từ save. Và các phương án là electricity, danh từ đuôi at. Electrify là động từ đuôi ify. Electric là tính từ đuôi ic.
Và cuối cùng really là trạng từ, vị trí cần điền đứng sau save, save something, save somebody sẽ cần một tân ngữ, do vậy thiếu danh từ. Và đáp án cho câu này sẽ là A, electricity. Vẫn là đề thi tham khảo của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, chúng ta có một nội dung nữa, đó chính là bài đọc điền từ. Ở bài này chúng ta thấy có câu số 29, nhận thấy các phương án là dấu hiệu của các từ loại. Và em sẽ xác định cho cô trong câu số 29, đó là a wide of, vị trí cần điền sẽ là một danh từ. Các phương án lựa chọn, vary là động từ, variety, dấu hiệu at là danh từ, various, tính từ và variously là trạng từ. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn là variety. Tuy nhiên nếu như bạn nào mà khá hơn nữa, chúng mình có thể nhớ ngay cho cô được cái cụm từ a wide variety of là nhiều cái gì. Tiếp theo là đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Ở mã đề số 401, câu số 15, chúng ta có câu hỏi như sau. With his good sense of humor, Martin is quiet with the students. A. Popularity. B. Popular. C. Popularize. And D. Popularly. Các em nhận thấy ở trong câu này có popularity đuôi at danh từ, popular là tính từ, popularize đuôi is là động từ và really cuối cùng là trạng từ. Vị trí cần điền, Martin is quiet with, đó chính là vị trí của tính từ. Martin thường thế nào với học sinh? Và từ cần điền ở trong câu này sẽ là to be popular with popular. Ở câu số 8, mã đề 402, chúng ta có câu Laura came to me for taking care of her dog when she was away. A. Thankful. B. Thankfulness. C. Thankfully. And D. Thank. Như vậy ở đây, Laura came to me, vị trí cần điền là một động từ, to verb. Và các phương án lựa chọn, đuôi full là tính từ, đuôi nice là danh từ, đuôi ly là trạng từ và thank là động từ. Cho nên dễ dàng lựa chọn đáp án cho câu này là D. Thank. Ở mã đề số 403, chúng ta có câu số 10. The candidate took a breath before he walked into the interview room. Từ cần điền đứng sau mạo từ a và đứng trước danh từ là breath, hơi thở. Do vậy, chúng ta cần lựa chọn tính từ và dễ dàng nhận thấy ở đây. Deep chính là tính từ gốc. Deeply là trạng từ bằng cách thêm đuôi ly từ tính từ gốc. Deaf là danh từ bằng cách thêm đuôi thở. Và deepen là thêm đuôi ẩn tạo thành động từ. Như vậy, phương án đúng ở đây là A, deep. Và ở câu số 10 này, các em sẽ nhớ cho cô cụm từ a deep breath. Ở câu số 11, I think mobile phones are for people of all ages. Usefully, uses, use and useful. Đuôi ly là trạng từ, đuôi ish là danh từ, use là động từ hay danh từ, useful là tính từ. Vị trí cần điền là a for, cho nên chúng ta cần sử dụng một tính từ. Cho nên đáp án cho câu này là useful, to be useful for là có ích cho ai. Đề thi chính thức của năm 2019 còn có câu hỏi liên quan đến cấu tạo từ trong phần bài đọc điền từ như sau. Mã đề số 401 chúng ta nhận thấy có câu số 27. Nhận thấy đuôi ly là trạng từ, đuôi full là tính từ, succeed là động từ và success là danh từ. Chances of, by, of là giới từ thì sau đó cần dùng danh từ và dễ dàng lựa chọn được phương án là success. Tiếp theo với mã đề số 402, chúng ta cũng nhận thấy nhanh cho cô một câu hỏi có liên quan nằm ngay câu đầu tiên là câu số 33. Activity, tuy at, danh từ. Actively, hậu tố của trạng từ. Activate là danh từ và active là tính từ. Như vậy vị trí cần điền là đứng sau từ others, any other. Any other thường đi với một danh từ. Do vậy, đáp án đúng của câu này sẽ là A, activity. Mã đề số 403 thì chúng ta có câu số 35. Socialize, động từ, society, danh từ, social, tính từ và socially là trạng từ. Thì ở câu số 35 này, nhìn vào đề bài chúng ta sẽ chú ý cho cô. Platforms, forums and networks. Như vậy đều là danh từ ngang hàng với nhau. Do vậy từ network bổ nghĩa cho nó sẽ là một từ, đó chính là tính từ social và lựa chọn cho cô phương án C.
Ở mã đề số 404, chúng ta có câu hỏi số 34. Và ở vị trí câu số 34 thì xác định ngay cho cô ở vế đằng sau có situations là một danh từ. Trước danh từ có tính từ, có trạng từ là very. Vậy vị trí cần điền chính là một tính từ. Lại xác định cho cô ở các phương án bên dưới có frightening, frighteningly, frighten and fright thì đuôi-ly là trạng từ. Đuôi ẩn là động từ, đuôi ing là tính từ, và từ gốc fright chính là một danh từ. Và dễ dàng lựa chọn đáp án ở trong câu này là A. Như vậy cô muốn các em lưu ý một lần nữa rằng tất cả những câu hỏi mà có liên quan đến cấu tạo từ như những nội dung ở đây thì chúng ta thấy là không phải dịch nghĩa, kể cả xuất hiện trong bài đọc thì cũng không phải băn khoăn dịch nghĩa khi bốn phương án đã là bốn từ loại khác nhau. Chỉ cần lưu ý cho cô, xác định cho cô hậu tố của những phương án lựa chọn là từ loại gì. Thứ hai là xác định thành phần ở trong câu vị trí từ cần điền là từ loại gì để các em chọn được đáp án đúng. Với đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, các em có một loại câu hỏi khác. Và nhìn ở đây chúng ta thấy có đề bài Mark the letter A, B, C or D on the answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Ở câu số 48, mã đề số 401, chúng ta nhận thấy có 4 phương án gạch chân ở đây, chính là kiểm tra về phần gạch chân mà nó cần phải được sửa, có nghĩa là tìm lỗi. Thì dựa vào kiến thức của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ có thể nhận thấy được từ sai ở trong câu này chính là respectable. Vậy làm sao để lựa chọn được từ respectable nó sai thì nhiều khi các em sẽ phải dịch nghĩa. Và cụm từ liền nó, các em sẽ lưu ý cho cô, a respectable 1 minute silence. Đó là 1 phút yên lặng như thế nào để tưởng nhớ những nạn nhân của vụ động đất. Như vậy 1 phút ở đây là để tưởng nhớ. Cho nên mình không sử dụng từ respectable mà sử dụng từ respectful. Đến câu số 29 thì chúng ta chú ý cho cô thấy có từ forgettable. Đây chính là từ sai ở trong câu này. Và tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ lưu ý cho cô đến nghĩa. Vì là ông của tôi, người có một trí nhớ rất là tuyệt vời khi còn trẻ, thì đã trở nên hay quên hay đãng trí trong những năm gần đây vì tuổi già của ông. Như vậy forgettable là không đúng, bởi vì forgettable là có thể quên, trong khi là ông của tôi thì là đãng trí so với thời ngày xưa. Nên mình sẽ sử dụng từ forgetful thay thế cho forgettable. Ở mã đề số 403, chúng ta có câu hỏi số 31. Thanks to advances in medical science, life expectation for both men and women has improved greatly over the past decades. Ở câu này có một cụm từ nằm trong chương trình tiếng Anh lớp 12, đó là life expectation, là từ sử dụng hoàn toàn sai vì các em đã học. Đó là cụm từ life expectancy mới có nghĩa là tuổi thọ. Ý là nhờ có tiến bộ về y khoa mà tuổi thọ của cả nam giới và nữ giới đã được cải thiện đáng kể trong những thập kỷ vừa qua. Ở câu số 27, mã đề 404, the villagers are highly appreciable of volunteers' efforts in reconstructing their houses after the devastating storm. Ở trong câu này chúng ta có từ sử dụng không chính xác, đó là appreciable. Vì từ cần điền ở trong câu này sẽ là highly appreciative. Ý của câu là những người dân trong làng rất là biết ơn sự nỗ lực của những người tình nguyện viên trong việc xây dựng lại những ngôi nhà của họ sau cái trận bão tàn khốc. Chúng ta hãy cùng đến với đề thi tham khảo của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 được Bộ ban hành vào ngày 3 tháng 4 vừa qua. Ở đây chúng ta thấy có câu số 13 như sau. Many 12th graders find it hard to what university to apply to. A. Decide, B. Decision, C. Decisive and D. Decisively. Ở đây có đuôi gen là danh từ, có đuôi if là tính từ và có đuôi ly là trạng từ. Từ gốc là decide, động từ. Cấu trúc ở trong câu chúng ta lưu ý là find it hard to verb. Từ cần điền là một động từ cho nên đáp án đúng ở câu này là decide.
Tiếp ở trang cuối của đề thi Trung học phổ thông quốc gia tham khảo năm 2020, chúng ta có câu số 45 như sau. Nhìn thấy đề bài này, các em sẽ thấy nó xuất hiện ở trong bài tìm lỗi. It was inconsiderable of him not to call home and let his parents know he wouldn't come back until the next day. Vậy lưu ý rằng lúc trước cô đã giúp các em ôn tập lại một số những từ mà dễ gây nhầm lẫn. Vậy considerable là đáng kể thì inconsiderable chính là không đáng kể. Considerate là biết điều hay biết nghĩ thì inconsiderate chính là không biết điều hay vô tâm. Như vậy từ cần chọn ở đây, từ sai chính là inconsiderable, bởi vì câu này cần sử dụng từ inconsiderate. Thật là vô tâm đối với cậu ấy khi mà không gọi điện về nhà và thông báo cho bố mẹ biết là phải đến ngày hôm sau thì cậu ấy mới trở về. Trên màn hình lúc này đang là đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 7 tháng 5 năm 2020. Ở trong đề thi này, chúng ta thấy có câu số 14. A party was prepared to welcome the honored guest. A special, B specializes. C specially and D specialization. Như vậy dựa vào cấu tạo hậu tố của bốn phương án, các em có thể xác định được từ loại của các phương án A, B, C, D như sau. Special có đuôi il, dấu hiệu của tính từ. Specialize có đuôi is là dấu hiệu của động từ. Specially có đuôi ly là dấu hiệu của trạng từ. Specialization đuôi tion, dấu hiệu của danh từ. Vị trí cần điền là một từ đứng sau mạo từ a và đứng trước danh từ party và để bổ nghĩa cho từ party. Như vậy, cần có tính từ. Và đáp án cho câu số 14 này là A, special. Đề thi tham khảo này còn có một câu hỏi nữa có liên quan đến chủ đề của bài học ngày hôm nay. Đó chính là câu số 45 thuộc nội dung tìm lỗi. TikTok, a very entertained application, has become popular with the young recently. Dựa vào chủ đề của bài ôn tập ngày hôm nay, các em đã biết rằng có một số từ có thể cùng phái sinh từ một từ, có cùng từ loại và rất dễ có thể gây nhầm lẫn khi sử dụng. Trong chương trình tiếng Anh trung học phổ thông, các em có một nội dung phân biệt tính từ đuôi ing và tính từ đuôi ed. Trong đó, tính từ đuôi ing và tính từ đuôi ed cùng phái sinh từ một động từ gốc nhưng khác nhau về ý nghĩa và cách dùng. Tính từ đuôi ing thì mang nghĩa chủ động, thường được sử dụng để chỉ đặc điểm hay tính chất của người hoặc vật. Còn tính từ đuôi ed thì mang nghĩa bị động, thường được dùng để chỉ cảm xúc. Như vậy, ở câu số 45 này thì từ entertained là từ đã được sử dụng sai, vì ở vị trí này cần có một tính từ để chỉ tính chất hay đặc điểm của ứng dụng TikTok, bổ sung nghĩa cho danh từ đứng sau là application. Cho nên đáp án của câu này là B, thì entertained cần phải được chuyển thành entertaining thì câu mới hợp nghĩa. Chúng ta đã vừa ôn tập đến chủ đề cấu tạo từ trong tiếng Anh với cách nhận diện vị trí cũng như là chức năng của các từ loại cơ bản. Cách cấu tạo từ hay nhận diện cho cô được từ loại chính là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ có dấu hiệu hậu tố là gì, và thực hành làm một số những câu hỏi liên quan đến đề thi Trung học phổ thông quốc gia những năm gần đây. Các em hãy thực hành thêm cho cô ở trên lớp học trang shub.edu.vn với mã số lớp học quen thuộc GBQSG. Buổi học về cấu tạo từ của cô và các em hôm nay đến đây kết thúc. Chúc các em sức khỏe và ôn thi hiệu quả. Thân ái, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau.